Quý vị và các bạn thân mến, sự sống thông minh ngoài trái đất có tồn tại hay không? Người ngoài hành tinh là có thật hay chỉ có trong trí tưởng tượng mà thôi? Cuối cùng, đáp án cho câu hỏi muôn thuở ấy đang ở ngay trước mắt chúng ta. Mới đây, một nhà làm phim khoa học của NASA đã tiết lộ thông tin chấn động về người ngoài hành tinh. Ông cho rằng, các kính thiên văn trên trái đất đã phát hiện bằng chứng về sự sống thông minh ngoài trái đất và người ngoài hành tinh là có thật. Theo vị giáo sư này, những bằng chứng cụ thể sẽ được công bố rộng rãi trong một tháng nữa. Ngay sau khi được công bố, thông tin đang đón nhận sự quan tâm đặc biệt của công chúng cũng như giới chuyên môn. Vậy thực hư câu chuyện này như thế nào? Liệu thông tin này có đáng tin cậy hay không? Hãy cùng Tốt Thú Vị làm sáng tỏ trong video ngày hôm nay. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn và bổ ích. Nào, chúng ta hãy cùng đi khám phá. Nguồn tin xuất phát từ đâu? Chúng tôi đã tìm thấy một nền văn minh phi nhân loại trong thiên hà của chúng ta và mọi người không biết về điều đó. Đây là nguyên văn những lời chia sẻ của giáo sư, nhà làm phim và cũng là YouTuber nổi tiếng, ông Simon Holland, chia sẻ với truyền thông. Ông Holland từng làm phim tài liệu cho BBC và các dự án do NASA tài trợ. Mới đây, ông đã đưa ra tuyên bố chấn động về việc các kính thiên văn trên trái đất đã tìm thấy bằng chứng về một nền văn minh ngoài trái đất. Ông cho hay, một nhà nghiên cứu của chương trình Breakthrough Listen, chương trình tìm kiếm bằng chứng về các nền văn minh ngoài trái đất, đã chia sẻ thông tin này với ông. Ông nói, họ đã tìm thấy bằng chứng về dấu hiệu của trí tuệ phi nhân loại cách đây vài năm. Bằng chứng mà Holland nói đến là gì? Đó là một tín hiệu vô tuyến ở tần số 980 MHz, được ghi nhận vào ngày 24 tháng 9 năm 2019 từ chương trình Breakthrough Listen. Một tín hiệu vô tuyến rõ ràng kéo dài trong khoảng 5 giờ, dội thẳng về phía trái đất từ hướng ngôi sao Proxima Centauri và được ghi nhận bởi kính viễn vọng Parker ở Australia. Các nhà khoa học gọi tín hiệu này là BLC1. Proxima Centauri là một ngôi sao có hai hành tinh quay quanh, bao gồm một hành tinh khí khổng lồ giống Mộc Tinh và một hành tinh Proxima B nằm trong vùng có thể sinh sống của ngôi sao, nghĩa là nơi mà nếu có nước, nó sẽ tồn tại ở dạng lỏng. Những đặc điểm chính của hệ sao vẫn khiến các nhà khoa học phấn khích về triển vọng trở thành nơi sinh sống của người ngoài hành tinh. Khi tín hiệu được phát hiện, nó đã gây ra một cuộc tranh luận gay gắt về nguồn gốc. Tín hiệu xuất hiện ở tần số 980 MHz. Với giải tần số này, các nhà thiên văn tự tin rằng nó hiếm khi được tạo ra bởi máy bay hoặc vệ tinh của con người. Và lời giải thích phù hợp nhất, đó có thể là tín hiệu của công nghệ ngoài trái đất. Nhưng đến năm 2021, các nhà nghiên cứu đã loại bỏ khả năng này và cho rằng đây có khả năng là kết quả dương tính giả hoặc là một tín hiệu ô nhiễm gây ra bởi một công nghệ chưa xác định của con người trên trái đất, thậm chí có thể đến từ Australia. Thời điểm đó không ai nghĩ rằng nó có thể là tín hiệu từ những vị khách kinh ngạc đến từ các nền văn minh ngoài trái đất. Tuy nhiên, đến năm 2023, dự án Breakthrough Listen được dẫn dắt bởi các nhà khoa học tại Đại học Oxford ở Vương quốc Anh. Khi những nhà nghiên cứu của Oxford đi sâu vào nghiên cứu tín hiệu này, họ đã tìm thấy những bằng chứng chứng minh tín hiệu xuất phát từ người ngoài hành tinh. Breakthrough Listen bắt đầu là một dự án nghiên cứu phi lợi nhuận trị giá 100 triệu đô la do doanh nhân, nhà đầu tư và nhà vật lý người Iceland gốc Liên Xô Yuri Miner khởi xướng vào tháng 1 năm 2016. Đây là chương trình nghiên cứu khoa học lớn nhất từ trước đến nay nhằm tìm kiếm bằng chứng về các nền văn minh ngoài trái đất. Những nỗ lực tìm kiếm trí thông minh ngoài trái đất SETI dựa trên kính viễn vọng vô tuyến chỉ là một phần trong chương trình đột phá này. Ông Holland tuyên bố rằng, các nhà thiên văn học của dự án có trụ sở tại Oxford đã xác định được bằng chứng rõ ràng về các tín hiệu truyền từ thế giới khác và có thể công bố khám phá này trong tháng tới. Những tuyên bố mang tính đột phá
đòi hỏi phải có bằng chứng đáng kể và các nhà thiên văn học hiện đang chạy đua để thu thập thêm nhiều dữ kiện hỗ trợ để có thể tiết lộ khám phá này. Theo ông Holland, nhóm dự án Arfast hiện đang cạnh tranh với các nhà khoa học Trung Quốc trong việc công bố thông tin. Các nhà thiên văn học Trung Quốc được cho là đã biết tọa độ của vật thể mục tiêu phát ra tín hiệu BLC1 dựa vào sự hỗ trợ của kính FAST, kính viễn vọng hình cầu khẩu độ 500m. Đây là kính viễn vọng lớn nhất thế giới kể từ khi Arecibo sụp đổ. Trung Quốc đang cạnh tranh với dự án có trụ sở tại Arfast để trở thành người đầu tiên công bố thông tin. Bỏ qua việc ai sẽ là người công bố đầu tiên, việc có thực sự tồn tại một nền văn minh tiên tiến ngoài trái đất hay không mới là điều quan trọng nhất. Nếu điều này là chính xác, đây có thể là tin tức chấn động nhất đối với giới thiên văn học. Suốt nhiều năm qua, giới khoa học, báo chí và cả công chúng đều đau đáu cho một câu hỏi không có lời giải về sự sống thông minh ngoài trái đất. Vì vậy, nếu Arfast hay Trung Quốc giải mã được câu hỏi hóc búa này, họ sẽ là những người làm nên lịch sử, mở ra một thời đại mới cho nền khoa học hành tinh của nhân loại. Nhưng xét cho cùng, đây mới chỉ là những tin tức rò rỉ bởi một người ngoài cuộc. Ông Holland là một biên tập viên đã nghỉ hưu của đài BBC. Sau khi rời BBC, ông đã đào tạo nghiên cứu truyền thông cho bậc sau đại học. Vì vậy, ông không phải là thành viên của dự án lắng nghe toàn cầu Breakthrough Listen. Mặc dù tuyên bố của ông đã được các phương tiện báo chí đưa tin như một tin tức chấn động, bao gồm các trang báo nổi tiếng như tờ Mirror, Daily Mail và nhiều tờ báo trang tin của Việt Nam cũng đã đăng tải những tin tức thú vị này. Tuy nhiên, sự thật đằng sau vẫn cần người trong cuộc lên tiếng. Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan vũ trụ Mỹ NASA vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận hay bài viết nào liên quan đến sự việc. Còn các tổ chức khoa học khác cũng e dè khi chưa đưa ra những bình luận của mình. Còn bạn thấy sao? Bạn có tin vào sự kiện lần này hay không? Hãy chia sẻ cảm nhận của mình bên dưới phần bình luận để chia sẻ cùng với mọi người nhé! Cho đến nay, mặc dù con người chưa tìm thấy bất kỳ một dấu hiệu chắc chắn nào về sự tồn tại của người ngoài hành tinh. Tuy nhiên, với khoa học công nghệ ngày một phát triển, Hải Yến tin rằng các nhà khoa học sẽ sớm trả lời được câu hỏi chúng ta có đơn độc trong vũ trụ hay không? Đến đây, video của Top Thú Vị cũng xin phép tạm dừng. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn và bổ ích. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt!